chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Bất Động Sản Tiềm Năng. Thưa các bạn thân mến, sau nhiều thành công, nhiều dự án như là Palm City, Empire City, The Infinity tại Riviera Point, Palm Residence, Estella Heights, chủ đầu tư Keppel chuẩn bị ra mắt dự án Celesta Heights tại Nhà Bè. Dự án căn hộ Celesta có vị trí đắc địa, nằm ngay mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ và liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7. Với những thành công vang dội từ những dự án mà Keppel Land đã hoàn thành hứa hẹn, Celesta Nhà Bè sẽ là dự án chủ đạo của khu vực phía Nam Sài Gòn trong năm 2020. Và trong video lần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về dự án Celesta Heights tại Nhà Bè này nhé. Nhưng trước hết, chủ đầu tư dự án này Keppel Land, tập đoàn hùng mạnh như thế nào? Thì chúng ta hãy cùng sơ lược về Keppel Land. Keppel Land là công ty thành viên thuộc sở hữu của tập đoàn Keppel, một công ty đa quốc gia hàng đầu của Singapore, cung cấp các giải pháp cho quá trình đô thị hóa bền vững, tập trung vào năng lượng và môi trường, phát triển đô thị, kết nối và quản lý tài sản. Keppel Land cung cấp những giải pháp về đất động sản nhằm sáng tạo và nâng cao chất lượng sống của con người và cộng đồng. Danh mục đầu tư của các công ty bao gồm các dự án dân cư đạt nhiều giải thưởng danh giá, các dự án thương mại chất lượng cao và khu đô thị phức hợp. Keppel Land hiện diện rộng khắp trên nhiều quốc gia tại châu Á, trong đó Trung Quốc, Singapore và Việt Nam là các thị trường trọng điểm, đồng thời tiếp tục mở rộng hoạt động tại các thị trường khác như Ấn Độ và Indonesia. Tại Việt Nam, Keppel Land là công ty bất động sản tiên phong và là một trong những nhà đầu tư bất động sản nước ngoài lớn mạnh nhất với danh mục chất lượng tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm các cao ốc văn phòng hạng A, các dự án dân cư, khu trung tâm thương mại và các đô thị phức hợp, các căn hộ dịch vụ đạt nhiều giải thưởng. Tổng quan qua về dự án Stella Keppel Land Nhà Bè. Chủ đầu tư của dự án là công ty cổ phần địa ốc Phú Lộc, công ty liên danh giữa Keppel Land và công ty cổ phần địa ốc Phú Long. Vốn đầu tư là 7.400 tỷ đồng, diện tích dự án là 6,2 hectare. Quy mô dự án là 5 block căn hộ chung cư với số tầng là 21 và tổng số căn hộ là 945. Số lượng căn hộ trên sàn là 9. Và các loại căn hộ gồm có căn hộ 1 phòng ngủ 50m², 2 phòng ngủ 78-90m², 3 phòng ngủ 108m² và shop house là 145-180m². Về loại hình sở hữu, với người Việt là lâu dài và người nước ngoài là 50 năm. Bàn giao có thể hoàn thiện hoặc bàn giao thô tùy vào nhu cầu của khách hàng. Về vị trí dự án Celesta Keppel Land Nhà Bè, tọa lạc tại khu Nam Sài Gòn, Keppel Land Nhà Bè thừa hưởng tiện ích có sẵn và hoàn thiện của khu vực như Viện Tim Tâm Đức, Bệnh viện Pháp Việt, Trường Quốc tế Nam Sài Gòn, RMIT, Học viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne, cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Tài chính Marketing, SC Vivo City, Lotte Mart và Crescent Mall. Ngoài ra, vào năm 2017, Keppel Land đã thâu tóm quỹ đất có 13 hectare, tọa lạc tại khu Nam Sài Gòn, dự kiến sẽ xây dựng 220 căn nhà thấp tầng và 1.029 căn hộ chung cư cao cấp. Tổng chi phí đầu tư vào dự án là khoảng 235 triệu USD. Cũng vào thời điểm đó, Keppel Land cũng thâu tóm quỹ đất 6 hectare tại khu vực quận 9 để xây dựng 300 căn nhà. Hiện hai dự án này Keppel Land chưa đưa vào kinh doanh trên thị trường. Về tiện ích dự án Celesta Heights, đối với bất kỳ dự án bất động sản nào, tiện ích nội tại dự án là vô cùng quan trọng và được đánh giá là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho các nhà đầu tư có quyết định đầu tư vào dự án hay không. Tiện ích dự án với mong muốn tạo nên một phong cách sống hiện đại, năng động và trọn vẹn chu toàn cho dân cư, chủ đầu tư Keppel Land đã đưa hơn 30 tiện ích nội khu vào dự án Celesta Heights, gồm có phòng giải trí trên cao với thiết kế sang trọng, phòng chiếu phim được trang bị đầy đủ hiện đại, vườn chân mây, phòng gym, phòng yoga. Tại đây, các bé có thể thỏa sức vui chơi, sáng tạo ở sân chơi trẻ em và các dân cư có thể rèn luyện nâng cao sức khỏe ở khu thể dục, chơi tennis, đường chạy bộ hay tán gẫu, tụ tập cùng gia đình, bạn bè tại khu BBQ, phòng tiệc đa năng. Những người lớn tuổi có thể đi bộ tập thể dục, thư giãn, ngắm cảnh ở đầu cảnh quan. Dự án căn hộ chung cư cao cấp Celesta Heights Keppel Land Nhà Bè sở hữu hệ thống tiện ích nội khu vượt trội,
được đánh giá cao với các căn shop house khối đế cùng không gian cảnh quan nội khu. Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn dành ra mỗi tầng 3 căn để thiết kế khu vườn trên cao Sky Garden. Khu vườn mỗi tòa sẽ được thiết kế theo một chủ đề khác nhau như khu vực thư giãn, khu vực yoga. Hệ sinh thái tiện ích tại đây còn ưu ái, cư dân với công viên thú cưng, vườn rau hữu cơ, vườn trên không, sân tennis, sân bóng rổ, kiến tạo cảm hứng nghỉ dưỡng và giá trị sống đích thực. Có thể nói, chủ đầu tư Celeste Heights đã dành ra 65% cho các tiện ích nội khu, đặc quyền hiếm mà dự án nào có thể đem lại cho cư dân, đảm bảo một không gian sống lý tưởng tại Nam Sài Gòn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến dự án, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 079 679 6789. Đội ngũ chúng tôi rất vinh hạnh được đón tiếp và giải đáp những khúc mắc về dự án, cũng như mang lại cho các bạn những trải nghiệm chuyên nghiệp nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới.